chưa có chợ nước đi mà phải không, chưa thấy vô phải không, cái gì chứ không có con không có đâu, nói nhớ mà chắc đang dàn giáo đồ cắt đá. Em xin chào quý cô chú anh chị, thì chị Hạnh vợ của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã không qua khỏi và đã ra đi rồi nhá quý cô chú anh chị, thì xin quý cô chú anh chị hãy cùng niệm Phật để cho chị về trời nhé. Thank you.
cao hơn. Chưa. Chưa thấy vô phải không?